Nắng nóng thiêu đốt các nước ôn đới châu Âu được mô tả là tình trạng thảm khốc như địa ngục. Thế nhưng, điều đáng nói hơn là khi nhiệt độ càng tăng cao, nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị làm mát cũng tăng lên, điều đó dẫn đến khủng hoảng khí đốt càng trầm trọng hơn. Khủng hoảng kép đang hoành hành như thế nào ở châu Âu và liệu có một lối thoát hay không? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi trong chương trình Góc nhìn quốc tế ngay sau đây. châu Âu có thể đang tiến vào một cuộc khủng hoảng kinh khủng nhất về khí đốt trong tuần này, khi sóng nhiệt lịch sử khiến nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao để làm mát các hộ gia đình và ngành công nghiệp ở lục địa già. Đến ngày 21 tháng 7, dòng chảy phương Bắc 1, đường ống huyết mạch đưa khí đốt từ Nga đến châu Âu, dự kiến sẽ mở lại sau 10 ngày bảo trì định kỳ. Thế nhưng, lo ngại đang gia tăng về việc Nga có thể kéo dài thời gian bảo trì để đáp trả các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. Ông Robert Habeck, phó thủ tướng, kim bộ trưởng kinh tế Đức vào đầu tháng này cho biết, cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, mọi thứ đều có thể xảy ra, khí đốt có thể chảy trở lại, thậm chí nhiều hơn, nhưng ngược lại, dòng chảy cũng có thể cạn khô hoàn toàn. Ông Habeck nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, đường ống dòng chảy phương bắc mỗi năm vận chuyển 55 tỷ mét khối khí đốt tới châu Âu, chiếm khoảng 40% tổng lượng nhập khẩu của EU từ Nga. Việc gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Moscow đã cắt xuất khẩu khí đốt đến nhiều nước châu Âu. Hồi tháng trước, Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã tuyên bố tình trạng khủng hoảng khí đốt sau khi công ty khí đốt nhà nước Nga Gazprom giảm xuất khẩu qua đường ống đến 60%. Gazprom đổ lỗi sự việc là vì phương Tây cố tình giữ lại các thu binh quan trọng, tuân theo lệnh trừng phạt. Nhà phân phối khí đốt Juniper của Đức hôm 18 tháng 7 xác nhận, họ đã nhận được thư nêu lý do bất khả kháng đối với sự thiếu hụt vận chuyển khí đốt ở quá khứ và hiện tại. Bất khả kháng là một điều khoản hợp đồng miễn trừ cho một công ty không thể thực hiện nghĩa vụ vì hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát, chẳng hạn như thiên tai nhưng một phát ngôn viên của Juniper nói với CNN rằng họ đã chính thức bác bỏ lý do của Gazprom. Nguồn khí đốt bị bóp nghẹt vào tuần này đã đến vào thời điểm không thể tồi tệ hơn. Châu Âu đang chống chọi với nhiệt độ cao kỷ lục, nhiều nơi của Pháp và Tây Ban Nha chiến đấu với cháy rừng trạng lăng, khi mức nhiệt dự kiến tăng đến hơn 40 độ C trong tuần nhiệt độ tăng vọt sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng điện nhiều hơn cho thiết bị điều hòa không khí. Inagas, nhà vận hành hệ thống dẫn khí Tây Ban Nha vào tuần trước cho biết, nhu cầu khí tự nhiên để sản xuất điện có thể chạm kỷ lục 800 gigawatt trên một giờ. Trong thông cáo báo chí ngày 14 tháng 7, Inacast cho biết nhu cầu tăng khổng lồ về khí tự nhiên cho sản xuất điện chính là bắt nguồn từ nguyên nhân nhiệt độ cao kỷ lục. Dù vậy, một vài nhà phân tích bày tỏ lạc quan hơn, cho rằng châu Âu có nhiều nguồn cung điện khác. Ngoài khí đốt, ngoài ra đợt sóng nhiệt được dự đoán kết thúc vào giữa tuần. Henning Golsten, giám đốc về năng lượng khí hậu và nguồn tài nguyên ở Eurasia Group, nói với CNN rằng, mặc dù điện tiêu thụ ở EU tăng cao hơn vào tuần này giữa nắng nóng, nhưng điều đó được giải quyết phần nào nhờ sản xuất kỷ lục điện mặt trời, trong khi đó các nước châu Âu đang chạy đua bổ sung nguồn dự trữ khí đốt nhằm tránh thảm họa thiếu hụt năng lượng vào mùa đông này. Những tháng tới là cực kỳ quan trọng để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng của khối Liên Âu, trích lời Phetis Bureau, giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế. Ông cho biết thêm, nếu Nga quyết định cắt đứt hoàn toàn khí đốt trước khi châu Âu làm đầy 90% kho dự trữ, tình hình sẽ càng trở nên bi đát và thử thách hơn cho châu Âu. Mức dự trữ khí đốt khắp Liên minh châu Âu hiện đạt 64%. Các thành viên EU đang quyết liệt đảm bảo nguồn cung khí đốt Nga hơn mọi quốc gia khác vì muốn giảm nhập khẩu nhiên liệu từ xứ sở Bạch Dương. Hôm 18 tháng 7, Ủy ban châu Âu đã ký biên bản ghi nhớ với Azerbaijan về tăng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt thông qua đường ống chính trong vài năm tới. Giá khí tự nhiên Hà Lan, chỉ số tiêu chuẩn châu Âu đã tăng 3% lên 165 euro trên mỗi megawatt trên một giờ vào hôm thứ Hai ngày 18 tháng 7 so với thứ Sáu tuần trước, và đầu tháng này, nỗi sợ bị cắt giảm khí đốt đã khiến giá mặt hàng này tăng kỷ lục kể từ ngày 24 tháng 2, ở quanh mức 183 euro trên mỗi megawatt trên một giờ. Còn so với đầu năm, giá khí đốt đã tăng 129%. Khi châu Âu nóng bức kỷ lục, các nhà lãnh đạo chính trị đang toát mồ hôi ứng phó. Tại phương quốc Anh, một cuộc họp nội các khẩn cấp đã được tổ chức cuối tuần trước nhằm thảo luận về lần đầu tiên nước này đưa ra cảnh báo đỏ về sóng nhiệt tử thần. Ở Pháp, một nghị sĩ mô tả tình hình thời tiết như hiện giờ là địa ngục. Ở Bồ Đào Nha, Thủ tướng đang theo dõi chặt chẽ các vụ cháy rừng nguy hiểm. Nhiệt độ ở Tây Âu có thể vượt mốc 40 độ C trong tuần này, còn Nam Âu thì chứng kiến cháy rừng tràn lan. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân vì biến đổi khí hậu. Khắp vùng địa Trung Hải, hàng ngàn lính cứu hộ chiến đấu với giặc lửa. Các các dòng sông cạn trời đáy và hàng ngàn người phải di tản. Đến nay có hơn 360 người thiệt mạng vì sốc nhiệt ở Tây Ban Nha và 238 người qua đời ở Bồ Đào Nha. Nhiệt độ cao bất thường, một hệ quả của luồng không khí nóng từ Bắc Phi dự kiến sẽ bao trùm châu Âu trong tuần này. Luồng khí nóng di chuyển theo hướng Bắc và Đông, nhắm vào Pháp, Đức, Bỉ và Anh. Sau đây là năm quốc gia chịu tác động mạnh mẽ nhất trong đợt sóng nhiệt kinh hoàng. Bồ Đào Nha, Chính phủ Bồ Đào Nha đã giảm mức cảnh báo ngày 17 tháng 7 do thời tiết dịu mát đi. Trong ngày 15 và 16 tháng 7, có đến gần 250 vụ cháy rừng mới được báo cáo. Thế nhưng, chính phủ cho hay, nhiệt độ có thể giảm xuống 8 độ, cho phép nông dân thu hoạch vụ hè vào sáng sớm và buổi chiều. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa vào ngày 18 tháng 7 cho biết, đất nước không có thời gian để phí phạm trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu và điều cần thiết là chuyển sang năng lượng tái tạo. Theo Reuters, Bộ Y tế Bồ Đào Nha tối 16 tháng 7 cho biết, hơn 650 người đã thiệt mạng do nguyên nhân nắng nóng trong tuần trước, hầu hết là người cao tuổi. Tính trung bình, cứ mỗi 40 phút lại có một người qua đời vì sốc nhiệt từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Lusa ở miền trung Bồ Đào Nha ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 46,3 độ C vào hôm 13 tháng 7. Chính phủ ban hành cảnh báo đỏ, đỏ đối với 16 trong 18 quận nội địa. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã hủy chuyến thăm đến Mozambique để ở lại và giám sát cuộc chiến với cháy rừng. Ông Costa đã tri ân Andre Serra, phi công đội cứu hỏa đã qua đời ngày 15 tháng 7, khi máy bay của anh bị rơi trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy ở Tondre de Moscovo. Chỉ huy lực lượng bảo vệ dân sự Bồ Đào Nha, Andre Fernandez ngày 16 tháng 7 cho biết, chúng ta đang đứng trước tình huống chưa từng thấy trong lịch sử quan sát khí tượng. Ý cũng đã gửi cho Bồ Đào Nha hai máy bay chữa cháy theo cơ chế viện trợ chung EU. Tây Ban Nha, Khoảng 30 đám cháy đã nuốt chửng một diện tích lớn ở Tây Ban Nha khi nhiệt độ tăng vọt hơn 40 độ C ở một vài nơi suốt nhiều ngày liên tiếp. Khoảng 360 người e rằng đã qua đời từ ngày 10 đến 15 tháng 7 do cái nóng như thiêu đốt. Theo cơ quan y tế công cộng Carlos Ba ước tính, trong số nạn nhân bao gồm một công nhân vệ sinh đường phố 60 tuổi thuộc hội đồng thành phố Madrid. ông bị đột quỵ ngày 15 tháng 7, thân nhiệt lên tới 41,6 độ C khi thi thể được phát hiện. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã thăm khu vực Extremadura ở miền Tây Tây Ban Nha hôm 18 tháng 7, nơi người dân phải sơ tán hàng loạt do cháy rừng. Công ty đường sắt Renfe đã đình chỉ dịch vụ tàu hỏa giữa Madrid và Galicia do một đám cháy ở Zamora. Các trận lửa đã hủy diệt khoảng 14.000 hecta đất trên khắp đất nước từ Bắc đến Nam từ Đông sang Tây. Khoảng một nửa khu vực rừng trên dãy núi Sierra de la Culebra ở Tây Bắc Tây Ban Nha đã cháy rụi, đánh dấu vụ cháy lớn nhất trong lịch sử nước này. Ở gần Costa del Sol, miền Nam Tây Ban Nha, một điểm du lịch nổi tiếng khoảng 2.300 người đã phải tháo chạy khỏi ngọn lửa dữ dội khi đám cháy lan rộng khắp dãy núi Sierra de Mirax. Cùng với nhiệt độ tăng cao, lượng mưa ít ỏi khiến cho các hồ chứa ở Tây Ban Nha chỉ đạt 44,4% vào ngày 13 tháng 7, giảm mạnh so với mức trung bình 65,7% vào thời điểm này trong thập kỷ trước. Ý, Sông Bô dài nhất nước Ý đã chứng kiến mực nước thấp kỷ lục sau nhiều tháng dài khô hạn thiếu mưa. Dòng sông trải dài từ dãy Amber đến biển Adriatic là nguồn nước quan trọng cho ăn uống, thủy lợi và sản xuất điện. Ở vùng Bedmont, miền Bắc nước Ý, hơn 130 cộng đồng dân cư đã bị yêu cầu hạn chế sử dụng nước. Theo đó, người dân chỉ có thể dùng nước cho ăn uống, sinh hoạt trong nhà và chăm sóc y tế. Bất kỳ ai bị phát hiện dùng nước để tưới vườn tư nhân hay công cộng, họ để rửa sân nhà hay ô tô đều có thể bị phạt tới 500 euro. Và chính phủ Ý đã ban hành tình trạng khẩn cấp ở hầu hết miền Bắc. Pháp. tại Pháp hơn 14.000 người đã phải sơ tán ở miền Tây Nam khi cháy rừng xé toạc vùng Gironde. Theo truyền thông địa phương, ba đám cháy lớn vẫn bùng phát dữ dội và gần 11.000 hecta đất đã bị thiêu rụi đến ngày 17 tháng 7. Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo đỏ với 15 địa phương do sóng nhiệt tử thần từ Brittany trải dài xuống bờ biển phía Tây, nhiệt độ dự kiến tăng tới 40 độ C. Brest ở Brittany vào thứ hai tuần trước đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất lịch sử nơi này lên tới 35,8 độ C. Sở thú vaccine diacresen dự kiến sơ tán động vật vì cháy rừng ở vùng Gironde. thảm thực vật rộng 14.300 hecta bị thiêu cháy khoảng 8.000 người phải sơ tán nhà lập pháp đảng xanh của pháp Melanie Vaudreuil cho biết nhiệt độ bề mặt đất đã lên tới 59 độ C ở tây ban nha và 48 độ C ở miền nam nước pháp đây không chỉ là mùa hè mà Vaudreuil viết đây là địa ngục và con người sẽ sớm biến mất nếu chúng ta cứ tiếp tục không hành động chống biến đổi khí hậu các quan chức chính phủ Anh cảnh báo nhiệt độ kỷ lục hơn 40 độ C trong tuần này tạo ra hiểm họa với mọi người, thậm chí gây bệnh và tử vong. Một cuộc họp nội các khẩn cấp đánh dấu lần thứ hai, chính phủ Anh họp cấp về vấn đề này đã được tổ chức vào ngày 16 tháng 7 để đối phó với sóng nhiệt. Bộ trưởng nội các Kurt House cho biết, cần phải có kế hoạch dự phòng đúng đắn, bao gồm hỗ trợ trường học, dịch vụ y tế và khẩn cấp, đảm bảo mạng lưới giao thông. Từ ngày 18 tháng 7, nhiều trường học ở Anh đã đóng cửa và chuyển sang dạy học trực tuyến hệ thống y tế cũng trận vật. Miriam Dikin, quan chức dịch vụ y tế quốc gia, thừa nhận toàn bộ hệ thống y tế của Anh không chuẩn bị tốt để đối phó với sóng nhiệt thảm khốc. Một số dịch vụ phải ngừng lại do không đảm bảo diễn ra bình thường dưới cái nóng khắc nghiệt. Các tuyến tàu bị hủy khi mức nhiệt tăng vọt và mạng lưới đường sắt đề nghị hành khách chỉ di chuyển khi thực sự cần thiết đợt sóng nhiệt và thiếu hụt khí đốt đang tiếp tục là khủng hoảng kép nhấn chìm châu Âu, giữa lúc lục địa già cũng đã gặp muôn vàn khó khăn trong thời gian gần đây. Quý vị nghĩ như thế nào về cuộc khủng hoảng này? Xin hãy để lại ý kiến bình luận bên dưới. Đến đây, chương trình góc nhìn quốc tế xin được khép lại. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.